Trời ơi cái gì nữa. Theo tình hình dự báo thời tiết cập nhật như sau. Cơn bão 14 tháng 2 vừa đi qua thì đợt sóng thần 8 tháng 3 đang dần dần tiến đến gần. Có độ cao tần số âm thanh từ 2.000 đến 5.000 Hz. Kéo dài và dây dẫn theo từng đợt liên tục trong 24 giờ ngày 8 tháng 3 năm nay. Có nguy cơ thiệt hại về tài sản, đặc biệt có thể thiệt hại về người nếu đến cuối ngày 8 tháng 3 rồi mà vẫn chưa có quà. Nhận biết được tình hình còn căng thẳng như thế, nên anh đã nghiên cứu sau rất nhiều ngày. 8 tháng 3 này anh có món quà tặng cho em. Đó là một cái động cơ có dung tích 10cc, tốc độ 100 km/h, công suất 9 mã lực, 700 vòng trên 1 phút. Hy vọng em có sự trải nghiệm món quà này khác biệt so với những năm trước, vì năm nay anh đã có thêm kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Dữ vậy luôn. Trời ơi thiệt, một màn tặng quà 8 tháng 3 vô cùng là cồng kềnh từ trước cho tới bây giờ. Thiệt sao hay ra vẻ quá, sao hay vậy quá. Mà thôi đi, có đỡ hơn không. Thôi bây giờ để đi đặt hộp trải nghiệm coi sao cái đã. Quá chật quá đó. Ép mới nhận đó nha.